âm âm ảnh cổng chỉ với 4900 canh. Giá mà hời như thế này chỉ có tại Studio Smile thôi nha. Hello mấy bà, lại là Smile đây. Mở đầu là một cuốn album với kích thước 25x35 hơn 30 trang. Đâu mấy bà biết cuốn album này có gì thay đổi nhiều hơn so với những cuốn album trước đây? Smile đã nâng cấp thêm hộp bì đựng ảnh, nhìn sang chảnh và xịn sò hẳn phải không mấy bà? Mấy bà biết không, mỗi một cuốn album đó đều là một câu chuyện và là hành trình của dâu rể. Nên ekip nhà mình luôn làm việc bằng cái tâm nghề và sự chân thành chỉnh chu nhất có thể. Mình đã nhận được rất nhiều câu hỏi từ các dâu rể là có nên chụp album hay không. Câu trả lời là có nha mọi người. Thật ra quá trình đi chụp hình cưới đó cũng là một cột mốc rất đặc biệt để bạn và người thương có thêm thời gian ở bên cạnh nhau. Mai tin chắc rằng vào nhiều năm sau này bạn sẽ cảm thấy trân trọng cuốn album cưới ở thời điểm hiện tại đấy. Ngoài ra trong combo còn kèm theo hai tấm ảnh cưới với kích thước 60x90 chất liệu gỗ lẻ, 4 ảnh nãy bàn 13x18 ép gỗ. Nếu mấy bà muốn hình của mấy bà có độ nhám nhẹ và không bị bóng thì đây là một chất liệu vô cùng hợp lý luôn nha. Gói đã bao gồm tất cả các chi phí gồm 3 set trang phục cho dâu rể, make up, phụ kiện, thay đổi layout theo từng concept. Hiện tại studio mình đang có rất nhiều ưu đãi hấp dẫn đến mức ngỡ ngàng, ngơ ngác đến bật ngửa luôn nha. Inbox cho Smile hoặc để lại số điện thoại để chuyên viên nhà mình có thể tư vấn và đồng hành cùng ngày cưới của bạn nhé.